Em xin chào các anh chị ạ. Em quay lên cho anh chị cái dòng cây tổ hợp An Thu. Cây này là cây Hokkari, cây va nha anh chị. Ở đây em đang có sẵn mấy cái chậu cây va này. Em cũng đã lựa sẵn những cái chất lượng va rồi. Đó, để em quay lên cho anh chị cùng tham khảo. Đây nó là một cái cây mình nhân giống từ bằng bằng cách là mình ươm hạt anh chị nhé. Ươm hạt và nó lên thành cây như vậy này. Nói chung Hokkari nó là dòng cây thuộc họ An Thu cho nên cái bộ rễ của nó cực kỳ khỏe luôn. Anh chị có thể thấy không? Cái phần cây nó cũng là nhỏ thôi. Nói chung cây cũng nhỏ thôi, lá tầm 10 12 cm thôi, 10 cm thôi. Nhưng mà cái bộ rễ của nó thì cực kỳ lớn chị này. Rễ nó gần bằng cái ngón tay út của em này. Cây này thì cái dòng An Thu này thường thì nó sẽ phát triển cái bộ rễ trước anh chị nhé. Sau đấy thì nó sẽ bắt đầu nó mới đẩy ra cái phần thân và phần lá này. Kích thước thân và kích thước lá bắt đầu nó sẽ tăng lên. Đó. Còn cái rễ thì nó khỏe rồi, cực kỳ khỏe rồi. Đó, em đã trồng sẵn ở trong những cái chậu này anh chị để ý này. Đó, rễ nó bắn trong đáy chậu luôn rồi anh chị này. Nhiều, rất là nhiều rồi. Cái cây Hokkari bên em đang xuất bán những cái lô cây thuộc cái size khoảng 10 cm như vậy này. Chất lượng va thì em đã lựa sẵn được mấy chậu ở đây rồi. Anh chị nào yêu thích cái chậu nào nhé, có thể chụp màn hình khoanh lại gửi qua cho em. Em có để cái số giáp nào ở cái phần tiêu đề hoặc là trên tường của em ấy, có cái đường link đó. Anh chị tham khảo cái đường link đó bằng cách anh chị nhấn vào đường link đó để vào cái kênh giáp nào của em nhé. Cái trang giáp lạc của em. Đó, em đang bán 250 một cây nha anh chị nhé. 250 thôi ạ. Đó, cây chất lượng va thì em đã lựa hết như này rồi. Cây nào cũng vậy rồi. Chất lượng va đây. Một số cây thì nó có thể nó sẽ lên được va hồng anh chị nhé. Va hồng thì nó sẽ đa dạng cái màu lên và nó cũng cái giá trị nó cũng tăng. Đó. Cây nhỏ này thì nó chưa lên hết màu đâu anh chị ạ. Đó, cái lá này thì lớn hơn một chút này. Đó, chất lượng va thì bên em cũng đã lựa hết rồi. Anh chị yêu thích cái chậu nào thì có thể chụp màn hình lại gửi qua cho em nhé. Đó, cái lá này gần phun va này. Đó, cái này nó hình như nó có một cây con ở dưới nữa này. Đó, có cây con dưới này. Anh chị yêu thích chậu nào có thể chụp màn hình gửi qua cho em nhé. Em đang bán là 250 một cây. Anh chị nào mua được một cặp hoặc mua được số lượng nhiều thì inbox cho em nhé. Giá em sẽ giảm thêm nữa. Rồi em xin cảm ơn anh chị ạ.